Xin chào các bạn. Ấn Độ, tên chính thức là Cộng hòa Ấn Độ. Đây là một quốc gia nằm ở khu vực Nam Á, trên biển Ấn Độ Dương. Quốc gia này có chung đường biên giới với Pakistan ở phía Tây, với Trung Quốc, Nepal và Bhutan ở phía Đông Bắc, Myanmar cùng Bangladesh ở phía Đông. Ngoài ra, Ấn Độ còn sở hữu quần đảo Andaman thuộc khu vực Đông Nam Á. Với diện tích 3.287.263 km², Ấn Độ là nước có diện tích lớn thứ 7 trên thế giới. Mặc dù chỉ bằng khoảng 1/3 diện tích Trung Quốc, nhưng dân số của Ấn Độ xấp xỉ gần bằng quốc gia Đông Á này và đứng thứ 2 trên thế giới với khoảng 1.378.595.000 người. Tuy nhiên, theo dự đoán mới nhất của Liên Hợp Quốc, vào năm 2027, dân số của đất nước này có thể vượt qua Trung Quốc và trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới. Về hành chính, toàn bộ lãnh thổ Ấn Độ được chia thành 28 tiểu bang và 8 lãnh thổ liên bang. Trong đó, tiểu bang Arunachal Pradesh nằm trong khu vực tranh chấp với Trung Quốc. Còn hai lãnh thổ liên bang Jammu and Kashmir và Ladakh là khu vực nằm trong vùng tranh chấp giữa ba quốc gia, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan. Thủ đô của Ấn Độ được đặt tại New Delhi, thuộc vùng lãnh thổ Delhi, đồng thời là một trong 8 lãnh thổ liên bang của Ấn Độ. Diện tích của thủ đô chỉ vỏn vẹn 42,7 km², với dân số khoảng 257.803 người. Nhưng nếu tính toàn bộ vùng lãnh thổ thủ đô New Delhi, thì dân số của nó lên tới 16,8 triệu người. Vào tháng 12 năm 1911, George V, với thân phận là Hoàng đế Ấn Độ, đã tuyên bố rằng thủ đô của đế quốc Ấn Độ thuộc Anh sẽ chuyển từ Calcutta, nay là Kolkata, đến Delhi. Việc xây dựng bắt đầu vào năm 1912 tại một địa điểm cách trung tâm thành phố Delhi khoảng 5 km về phía nam. Do đó, thủ đô mới có tên là New Delhi, chính thức hoàn thành vào năm 1931. Trái ngược với những con phố đông đúc, chật hẹp và quanh co ở Old Delhi, thủ đô mới New Delhi có không gian rộng rãi và khung cảnh thoáng mát với những con đường dập bóng râm được bao phủ bởi rất nhiều cây xanh. Trục chính đông tây của New Delhi là công viên Central Vista, được bao quanh bởi các tòa nhà chính phủ, các bảo tàng và trung tâm nghiên cứu. Về địa hình, khu vực lục địa Ấn Độ có thể chia thành 3 vùng địa lý, bao gồm khu vực núi cao ở phía Bắc, khu vực đồng bằng Ấn Hằng ở trung tâm, khu vực núi đá và cao nguyên Deccan ở phía Nam. Đầu tiên là khu vực núi cao ở phía Bắc. Biên giới phía Bắc của quốc gia này là dãy Himalaya. Đây là dãy núi trẻ nhất thế giới về lịch sử địa chất và được hình thành do sự va chạm của mảng Ấn Độ với mảng Á-Âu dọc theo ranh giới giữa Ấn Độ và Nepal. Ở khu vực phía Tây của dãy Himalaya là phần cao nhất của dãy núi, có độ cao trung bình là 6.100m so với mực nước biển. Nó được hình thành từ đá kết tinh cổ đại và trầm tích biển cũ. Địa hình của khu vực này được đặc trưng bởi đỉnh núi lởm chởm, thung lũng sâu và sông băng vĩnh cửu. Trong đó, sông băng Himalaya Siachen dài 76 km là sông băng dài thứ hai thế giới, không bao gồm hai vùng cực. Tại đây cũng có đỉnh K2 nằm ở khu vực Kashmir với độ cao 8.611m so với mực nước biển, được chính phủ Ấn Độ tuyên bố là đỉnh núi cao nhất đất nước. Tuy nhiên, đỉnh núi này nằm trong vùng tranh chấp giữa Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc, và hiện do Trung Quốc và Pakistan quản lý. Còn đỉnh núi cao nhất tại Ấn Độ không bao gồm khu vực tranh chấp là đỉnh Kanchenjunga nằm ở biên giới với Nepal, với độ cao 8.598m so với mực nước biển. Tiếp đến là khu vực đồng bằng Ấn Hằng. Ở phía nam của dãy Himalaya là một vùng đồng bằng rộng lớn và màu mỡ, được gọi là đồng bằng Ấn Hằng. Nó chiếm khoảng 1/3 diện tích Ấn Độ và được hình thành bởi lưu vực sông Hằng, sông Brahmaputra và sông Ấn, cùng với các phụ lưu của chúng. Phía nam của đồng bằng này được cho là rất giàu nguồn nước ngầm, đồng thời là một khu vực đông dân cư nhất trên trái đất, với hơn 1 tỷ người sinh sống trên một diện tích khoảng 700.000 km² và là một trong những khu vực có mật độ canh tác cao nhất thế giới. Các cây trồng chính ở đây là lúa gạo và lúa mì được trồng luân canh. Ngoài ra, ngô, mía và bông cũng là những cây trồng quan trọng ở đây. Ở phía tây bắc của vùng đồng bằng Ấn Hằng có một khu vực khô cằn rộng lớn gọi là sa mạc Thar, với diện tích khoảng 200.000 km². Đây là sa mạc lớn thứ 20 trên thế giới và là sa mạc cận nhiệt đới nóng thứ 9 trên thế giới. Sa mạc Thar nằm hầu hết ở bang Rajasthan của Ấn Độ và mở rộng đến phần phía bắc của bang Haryana, Punjab và miền nam của bang Gujarat. Đất trồng tại sa mạc là loại đất khô cằn, thường bao gồm kết cấu cát và cát phả xét. Cuối cùng là khu vực núi đá và cao nguyên Deccan. Toàn bộ phía nam Ấn Độ là một vùng cao nguyên rộng lớn hình tam giác với diện tích lên tới 1,9 triệu km², được bao bọc bởi các dãy núi thấp ở ba mặt. Phía bắc là hai dãy núi Vindhyachal và dãy Satpura, hai bên là dãy Ghats Đông và Ghats Tây. Nhìn chung, địa hình cao nguyên khá bằng phẳng với độ cao trung bình từ 300 đến 600 mét so với mực nước biển. Nhưng do các dãy núi ở hai bên sườn ngăn hơi ấm từ biển thổi vào, cho nên khu vực này khá khô hạn. Thảm thực vật chủ yếu là cây bụi gai, xen kẽ các khu rừng rụng lá.
Hoạt động kinh tế chính của cao nguyên là nông nghiệp, với các loại cây ngũ cốc, hạt có dầu, bồng và các loại đậu là những cây trồng chính. Về khí hậu, những cơn gió mùa phía đông bắc và đông nam đã ảnh hưởng đến toàn bộ khí hậu của Ấn Độ. Các thung lũng ở Kashmir và Shimla có khí hậu khá mát mẻ trong những tháng mùa hè, nhưng đến những tháng mùa đông thì thời tiết trở nên rất lạnh giá. Đặc biệt là trong khoảng tháng 7 và tháng 8, ở New Delhi nói riêng và khu vực miền Bắc nói chung thường xuất hiện những cơn bão bụi. Các cơn bão này thường kéo dài vài giờ, theo sau là mưa, gió và sấm, khiến cây cối bật gốc và nhà cửa đổ sập. Trái lại, ở khu vực miền Trung và miền Nam của Ấn Độ lại bị chi phối bởi thời tiết nhiệt đới. Ở Mumbai và những dải núi phía Tây, từ tháng 6 đến tháng 9 là những tháng ẩm ướt, lượng mưa hàng năm đạt khoảng 3.000mm. Còn ở Chennai và những nơi xa hơn về phía Nam thì có nhiều mưa hơn vào tháng 12. Nhưng vào mùa nóng thì thời tiết trở nên ngột ngạt do nhiệt độ có thể lên đến 50 độ C ở miền Trung Ấn Độ. Lượng mưa ở Ấn Độ cũng có sự chênh lệch lớn theo từng khu vực. Ở miền đông của bang Assam, gần Khasi Hills, lượng mưa hàng năm có thể lên tới 10.920mm. Đặc biệt, tại Cherrapunji thuộc bang Meghalaya hiện đang giữ kỷ lục thế giới về lượng mưa trong một năm và cả một tháng, với khoảng 26.461mm trên năm và tháng cao nhất lên tới 9.300mm trên tháng. Còn tại khu vực Jammu and Kashmir và bang Rajasthan là khu vực có lượng mưa thấp nhất, nó chỉ dao động từ 116 đến 219mm mỗi năm. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, Ấn Độ là một quốc gia đa sắc tộc, là nơi sinh sống của hàng nghìn nhóm dân tộc và bộ lạc lớn nhỏ. Trong đó, người Indo-Aryan là nhóm người đa dạng nhất quốc gia này và chiếm tới 72% dân số. Nhóm người này bao gồm Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kashmiri, Konkani, Marathi và người Punjabi. Tiếp đến là nhóm người Dravidia, chiếm 25% dân số Ấn Độ, là người Kannadiga, Malayali, Tulu, Tamil và người Telugu. Cuối cùng là đại chủng Á và các nhóm thiểu số khác chỉ chiếm 3% dân số của quốc gia này. Cũng như dân số, Ấn Độ là quê hương của hai ngữ hệ chính, bao gồm ngữ hệ Indo-Aryan, được khoảng 74% dân số sử dụng, và hệ Dravidian, được khoảng 24% dân số sử dụng. Trong đó, tiếng Hindi thuộc ngữ hệ Indo-Aryan được chính phủ và đa số người dân Ấn Độ sử dụng, nhưng đây không phải là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, do Hiến pháp Ấn Độ không quy định quốc ngữ. Thay vào đó, mục thứ 8 của Hiến pháp Ấn Độ cho phép 20 ngôn ngữ khác, bao gồm cả tiếng Phạn, tiếng Marathi và tiếng Nepal, trở thành ngôn ngữ chính thức của các tiểu bang và lãnh thổ liên bang. Ngoài ra, tiếng Anh cũng được sử dụng khá phổ biến, một phần vì tiếng Anh là ngôn ngữ sử dụng rộng rãi trong giáo dục và kinh doanh, một phần vì Ấn Độ từng chịu sự cai trị của Đế quốc Anh trong gần 100 năm, và trước đó là công ty Đông Ấn Anh. Về tôn giáo, tiểu lục địa Ấn Độ là nơi khai sinh của 4 tôn giáo lớn trên thế giới, bao gồm Ấn Độ giáo, Phật giáo, Jina giáo và Đạo Sikh. Đồng thời, vùng đất này là nơi ẩn náu của các tôn giáo bị đàn áp trong chiều dài lịch sử, chẳng hạn như nhóm người Do Thái thời Babylon, nhóm Kitô hữu trong cuộc xâm lược Syria của người Hồi giáo vào thế kỷ thứ 7, các nhóm tôn giáo như Ấn Độ giáo và Cơ đốc giáo trong cuộc đàn áp ở Pakistan trong thế kỷ 20, hay như cuộc chạy trốn của 80.000 người dân Tây Tạng cùng với Đạt Lại Lạt Ma thứ 14 trong năm 1959, sau khi có khoảng 200.000 người đến 1 triệu người Tây Tạng bị giết, cùng với khoảng 6.000 chùa chiền bị chính quyền Trung Quốc phá hủy. Ngày nay, Ấn Độ là một quốc gia thế tục, được quy định trong lời mở đầu của Hiến pháp. Nhưng phần lớn dân số quốc gia này thì theo Ấn Độ giáo, hay còn gọi là Hindu giáo, chiếm tới 79,8% dân số. Tôn giáo lớn thứ hai là Hồi giáo, chiếm 14,23% dân số. Tiếp theo là Cơ đốc giáo, chiếm 2,3%, Đạo Sích chiếm 1,72% và Phật giáo chỉ chiếm 0,7% dân số. Còn lại là các đạo khác và chủ nghĩa vô thần, chiếm 1,25% dân số. Về kinh tế, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, tính từ năm 2020, Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 6 trên thế giới, tương đương với Vương quốc Anh, với GDP danh nghĩa đạt 2.710 tỷ USD. Nhưng xét theo sức mua tương đương thì Ấn Độ là nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đạt 8.910 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là 5,8% trong thập kỷ đã qua và đạt 6,1% trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2012. Ấn Độ được xem là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, cũng trong năm 2020, GDP bình quân đầu người danh nghĩa của Ấn Độ mới chỉ đạt 1.966 USD và GDP bình quân đầu người theo sức mua tương đương chỉ còn vẹn 6.463 USD, đứng thứ 124 trên thế giới. Trong đó, khu vực công nghiệp chiếm 26,3% GDP,
khu vực nông nghiệp chiếm 18,1% GDP và khu vực dịch vụ chiếm 55,6% GDP. Riêng mảng du lịch và lữ hành chiếm khoảng 9,3% GDP cả nước trong năm 2019. Nó đóng góp tới 268 tỷ USD vào nền kinh tế Ấn Độ. Nếu như có cơ hội ghé thăm quốc gia Nam Á này, bạn có thể tham khảo một số địa điểm mà 5 phút thôi gợi ý dưới đây. Đầu tiên phải kể đến là đền Taj Mahal. Đây là ngôi đền nổi tiếng Ấn Độ, được xem là biểu tượng của tình yêu bất diệt giữa hoàng đế Shah Jahan và hoàng hậu Mumtaz Mahal. Đền Taj Mahal nằm ở thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, phía bắc Ấn Độ. Nó được xây bằng đá cẩm thạch trắng và nhiều loại đá quý khác nhau được mang về từ nhiều nơi trên thế giới. Chính vì thế, nơi đây có sự biến ảo sắc màu theo từng thời điểm trong ngày nhờ sự đổi màu của các loại đá quý. Thủ đô Delhi. Địa điểm du lịch này là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp cổ kính lẫn hiện đại. Các địa điểm nổi tiếng và hấp dẫn nhất ở thủ đô New Delhi phải kể đến là Pháo Đài Đỏ Delhi, Lăng Mộ Humayun, Khu Vườn Lodi, Phủ Tổng thống và Cổng Ấn Độ. Thiên đường mua sắm Mumbai. Mumbai là thành phố đông dân nhất Ấn Độ và cũng là thủ phủ của một trong những nền công nghiệp điện ảnh nổi tiếng nhất thế giới, Bollywood. Người ta gọi Mumbai với cái tên là thiên đường mua sắm vì đến đây du khách sẽ bắt gặp rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ chuyên bán các sản phẩm đặc trưng của Ấn Độ với mức giá hợp lý. Tòa tháp trắng Shanti Stupa. Đây là một bảo tháp Phật giáo có mái vòm màu trắng nằm trên một đỉnh đồi ở Chanspa thuộc bang Jammu và Kashmir phía bắc Ấn Độ. Bảo tháp Shanti Stupa còn được gọi là tháp hòa bình Nhật Bản, do Phật giáo Nhật Bản xây dựng vào năm 1991 với mục đích hướng tới một thế giới hòa bình và thịnh vượng. Đây là nơi lưu giữ các thánh tích của Đức Phật, được Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 cất giữ. Ngoài ra, Ấn Độ còn rất nhiều địa điểm danh tiếng khác nữa. Chúng ta có thể điểm qua như cung điện gió Palace of the Winds, hang động Ajanta, lâu đài Vajrayana Lodge, thành phố hoàng cung Jaipur, thành phố đền Mahabalipuram, thác nước Athirapanli. Vậy là chúng ta đã khép lại hành trình khám phá Ấn Độ. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.